Từ thành phố Houston, Quang Bách xin trân trọng kính chào tái ngộ cùng quý khán thính giả. Và thưa quý vị, ngày hôm nay vị khách mời của chúng tôi là anh Đặng Quốc Việt. Chúng tôi xin hân hạnh kính chào anh Đặng Quốc Việt. Vâng, tôi là Đặng Quốc Việt. Trước hết là kính chào anh Hoàng Bách và quý khán thính giả theo dõi trên kênh YouTube này. Dạ vâng, thưa anh và thưa quý khán thính giả, trong những ngày vừa qua thì có lẽ là Covid-19 nó làm lu mờ tất cả những tin tức trên thế giới, không ai đề cập tới. Nhưng mà quả thật chúng ta là người Việt Nam thì chúng ta quan tâm rất là nhiều. Ngày hôm nay thì thưa quý khán giả, cái đề tài mà anh Đặng Quốc Việt muốn gửi đến quý vị là thứ nhất là nói về Việt Nam và Biển Đông. Biển Đông trong những ngày vừa qua thì rất là căng thẳng sau khi tàu số 8 Hải Dương 8 đi vào thềm lục địa của Việt Nam rồi qua Mã Lai, đang ở vùng khai thác của Mã Lai. Thì sau đó chúng ta thấy hai chiếc tàu của Hoa Kỳ, hai chiếc tàu chiến của Hoa Kỳ cũng đã đi qua vùng này. Và sau đó thì tàu tập cận của Úc và Mỹ cũng tập cận trong khu vực này. Thì chúng ta thấy phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Quốc phòng của Trung Cộng lên án rất là nặng nề, cho rằng Mỹ khiêu khích, Mỹ đã gây ra bất ổn ở Biển Đông, vân vân và vân vân. Thì dưới cái nhìn của anh Đặng Quốc Việt, anh thấy sao thưa anh? Vâng, khi mà anh nói là Trung Quốc nói Hoa Kỳ gây bất ổn ở tại Biển Đông thì chúng ta cũng không có ngạc nhiên gì về những cái lập luận của những con người cộng sản là không bao giờ họ chân thật, họ nói cái sự thật cả. Họ gây nên những cái việc mà thế giới không thể nào chấp nhận được. Nhưng mà ai mà lên tiếng hoặc là có cái hành động nào ngược lại một chút để mà phản ứng lại cái hành động của họ thì họ lại kết tội những cái quốc gia đó hoặc là những người đó. Thì cái điều đó chúng ta cũng không ngạc nhiên cho lắm. Thế nhưng cái điều mà chúng ta quan tâm nhiều nhất là chúng ta biết là Trung Cộng nó họ có một cái quyết tâm là làm thế nào trở thành một siêu cường trên thế giới. Và cái đại dịch kỳ này nó là một cơ hội ngàn vàng mà Trung Cộng nghĩ rằng họ có cơ hội để trở thành một cái siêu cường số 1 trên thế giới và đẩy Hoa Kỳ ra khỏi cái vùng Đông Nam Á. Và chính vì vậy chúng ta thấy một số những hành động khá cả quyết của họ trong cái thời gian vừa qua. Thì trong khi mà họ vừa giảm bớt cái dịch của họ ở trong quốc gia của họ và thế giới đang chịu đựng những cái cơn dịch hoành hành thì họ đã tuyên bố thành lập hai cái quân Tam Sa và Hoàng Sa và Ta và Trường Sa trong cái gọi là cái huyện Tam Sa mà họ đã thành lập cách đây mấy năm. Và cái điều quan trọng thứ hai đó là họ công bố đưa ra một công hàm gửi lên Liên Hiệp Quốc về công bố về cái chủ quyền của họ ở tại Biển Đông. Và trong đó họ đưa ra một số những cái bằng chứng sau khi mà nhà nước Cộng sản Việt Nam phản ứng lại về cái công hàm của họ thì họ đưa ra một số bằng chứng liên quan tới cái mà họ cho rằng họ có chủ quyền, ngoài cái họ vẫn thường xuyên từ xưa đến nay nói là cái chủ quyền về lịch sử lâu đời của họ. Thì bây giờ họ đem cái công hàm của Phạm Văn Đồng ra cộng thêm một số những tài liệu giáo khoa cũng như bản đồ của Việt Nam vào trước năm 1975 để mà minh chứng rằng Việt Nam đã công nhận cái Hoàng Sa Trường Sa là của họ. Và cái thái độ của họ là họ yêu cầu Việt Nam phải rút ra tất cả những cái lực lượng ra khỏi vùng Trường Sa, ra khỏi cái vùng gọi là chủ quyền của họ. Thì đây là một cái hành động có thể nói là rất là ngang ngược và họ có thể như là một cái sự cảnh báo, họ có thể sử dụng bạo lực để mà giống như là đánh chiếm Hoàng Sa năm 1974 hoặc là một số đảo ở Trường Sa năm 1988. Thì đây là một vấn đề mà chúng ta rất rõ là Trung Cộng họ đang lợi dụng cái cơ hội thế giới sắp bắt về cái dịch corona này để họ xác định cái chủ quyền và họ đẩy mạnh cái chuyện họ làm thế nào trong một cái giai đoạn mà thế giới đang gặp khó khăn này họ biến cái Biển Đông trở thành là cái vùng đất, cái vùng biển của họ và họ sẽ control tất cả ở tại Biển Đông mà chúng ta thấy là tới 80%. Nhưng mà liệu
là Trung Cộng có thực hiện được cái điều đó hay không, và cái phản ứng của Việt Nam sẽ như thế nào trong cái trường hợp mà Trung Cộng có tính cách đe dọa dùng bạo lực, và phản ứng của Việt Nam liệu có đủ để mà có thể lên tiếng trước quốc tế về những cái việc hành động mà bắt nạt cũng như là bất chấp những cái luật lệ quốc tế như thế này hay không, thưa anh? Dạ vâng, thưa anh và thưa quý thính giả, qua cái sự trình bày anh Đặng Quốc Việt đó, thì chúng ta thấy là nếu mà chúng ta không nói khẩu chiến về ngoại giao thì cũng là đấu khẩu với nhau rất là gai gắt trong những thời gian gần đây. Một mặt thì Trung Cộng lợi dụng trong thời Covid, mọi người dùng mọi khả năng để mà chống Covid-19 đó, thì là Trung Cộng lợi dụng cái này đi ra. Và cái điều này cho thấy là chúng ta thấy là khi ngày 30 tháng 3 thì Việt Nam lập một cái công hàm để mà tố cáo nhà cầm quyền Trung Cộng. Nhưng mà sau đó ngày 17 tháng 4 thì Trung Cộng là gửi một cái công hàm khác để phản đối Việt Nam và yêu cầu Việt Nam phải rút ra toàn bộ người và các tài sản ở trên các đảo giả đảo Trường Sa. Điều này lần đầu tiên là cho thấy là cái sự manh nha, hay là nói một cách khác, họ dùng những cái ngôn ngữ rất là nặng nề, tức là đùa triệt thoái, tức là họ nâng lên một cái cấp hơn, tức là có vẻ đe dọa hơn, cho nên người ta e ngại rằng cuộc chiến giữa Việt Nam và Trung Cộng nó không xảy ra lớn, nhưng mà chắc chắn là có. Và khi nó đi vào thềm lục địa của Mã Lai đó, thì hiện tại các cái giới chức ngoại giao đó thì họ yêu cầu, họ đề nghị thì giữa Việt Nam, Phi Luật Tăng và Mã Lai cần phải phối hợp lại để có cái cuộc tập trận hay là tuần tra chung. Thì chúng ta biết là mùng 1 tháng 5, tức là mới ngày hôm nay, thì cái phản ứng của Trung Cộng, Bộ Ngoại và Bộ Quốc phòng của Trung Cộng phản ứng gai gắt. Nhưng mà chúng ta thấy là cái kỷ niệm 30 tháng 4, ngày 30 tháng 4, thì phát ngôn viên của tư lệnh của Ấn Độ Thái Bình Dương cho biết là B-52 đã bay qua vùng Biển Đông và trạm tâm Biển Đông trong vòng 33 giờ cùng với cái lực lượng phòng vệ của Nhật Bản là B-18 đã coi như là đã họ tập trận trong cái khu vực này. Thì cái điều đó không phải là đơn giản, Mỹ cũng gai gắt cũng lên án về vấn đề này. Cái điều này đó là anh thấy là giấc mơ của đại dương thì Trung Cộng bằng mọi giá ra. Nhưng mà bây giờ đó, với cái nhìn của anh nó như thế nào, là thứ nhất là Trung Cộng đang đe dọa tại Biển Đông, nhưng mà một mặt khác đó, thì thế giới cho rằng cái con Covid-19, đặc biệt là trong cái buổi họp báo ngày hôm qua của Tổng thống Trump đó, thì ông nói là con Covid này đã có khả thi và có bằng cớ cho thấy là có thể do những cái sinh vi trùng của ở trung tâm thí nghiệm của Vũ Hán mà nó leak ra ngoài. Thì cái điều này không phải những là Tổng thống Trump tuyên bố, mà cái tờ báo Pie là cái tờ báo lớn nhất của Đức, có tới 20 triệu người đọc cái tờ báo này. Thì cái tờ báo này nó nói là sự thiệt hại khổng lồ về kinh tế của thế giới này, liệu rằng Trung Cộng có bồi thường hay không. Thì sau đó Trung Cộng phản ứng nặng nề, thì cái tờ báo này nó viết tiếp, nó công kích ông Tập Cận Bình, nó nêu đích danh ông Tập Cận Bình. Cái điều đó cho thấy là không những là ở Việt Nam hay các nước ở Á Châu, mà chúng ta thấy trên thế giới tập trung rất là nhiều về Trung Cộng. Thì anh thấy đặc biệt là Thủ tướng Úc đó, trong những ngày vừa qua, ông không rút lại cái lời tuyên bố của ông là cần phải điều tra về con Covid-19 này, nó xảy ra tại sao, có lý do nào, đây là nhân tạo hay là thiên tạo. Thì anh thấy là càng ngày càng thế giới càng áp lực, thì anh chắc chắn á, như anh biết là khi áp lực như vậy, cái nội tình của đảng Cộng sản Trung Cộng có khó khăn, bởi vì cái thành phần gọi là thái tử đảng ở trong nước họ không chấp nhận ông Tập Cận Bình làm việc muôn đời ở trên tổng bí thư, cho nên 1.4 tỷ mà để chấp nhận cho một người mà gọi là cô thường tinh hoa của người khác đâu có được. Cho nên họ đang phản ứng, có lẽ là anh thấy cái thái độ của thế giới đang tập trung về Trung Quốc rất là nguy hiểm, anh nghĩ sao? Vâng, thưa anh, cái điều anh trình bày rất là đúng thôi. Chúng ta thấy là Trung Quốc cũng muốn lợi dụng cái thời cơ để mà lấy cái lợi cho mình và chiếm đoạt cái Biển Đông. Trong khi cái lực lượng hải quân của Hoa Kỳ thì 4 cái hàng không mẫu hạm nó đang bị nằm ủ bởi vì cái dịch COVID. Nhưng mà Hoa Kỳ cũng đã điều động một cái hàng không mẫu hạm ở vùng Trung Đông qua thay thế 2 chiếc hàng không mẫu hạm của đề xuất hạm đội. Và mới nhất là ngày 29 là đã điều 2 cái máy bay chiến lược mà anh vừa nói đó, để từ ở Hoa Kỳ này bay đi tuần ở trên vùng Biển Đông, cũng như là tập trận với Úc Châu. Và cái điều mà chúng ta thấy rất rõ là ngày hôm nay thế giới nhìn thấy rất rõ cái mộng
bá chủ của Trung Cộng trên thế giới. Và người ta nghi ngờ cái việc mà cái dịch của corona này, cái con corona này có thể là nó làm sự vô tình nó bị ra khỏi cái trung tâm mà nghiên cứu về sinh hóa học của Trung Cộng ở Vũ Hán, mà cũng có thể nó làm sự chủ tâm của Trung Cộng để mà tạo nên những cái biến động trên thế giới. Và chính vì vậy mà người ta thấy rõ là khi cái dịch này trước khi xảy ra đó, thì Trung Cộng đã thu mua cả hàng tỷ cái khẩu trang cũng như các cái máy trợ thở trên khắp thế giới, tạo nên cái sự khan hiếm trên thế giới. Khi mà cái con virus này lan tràn trên thế giới thì thế giới hầu như không còn cái khẩu trang cũng như cái máy thở, và họ trở thành là cái chủ nhân để mà đặt ra những cái điều cần thiết để họ nói trên danh nghĩa là viện trợ, nhưng thực tế là họ bán những cái khẩu trang đó và những máy thở. Và thế giới đang ngày là nên án. Mới nhất đây chúng ta biết là Anh, Đức, Úc, rồi New Zealand, rồi Ấn Độ, một số các quốc gia đòi Cộng sản Việt, Trung Cộng phải bồi thường một cái số rất là lớn, cả 50.000 tỷ. Người ta tính là nó là 7 đến 10 năm cái GDP của Trung Cộng. Và chắc chắn rằng người ta sẽ biết được cái con virus này từ đâu, và khi mà xảy ra thì những cái biện pháp mà họ sẽ bắt Trung Cộng phải bồi thường, mà nếu Trung Cộng không bồi thường thì họ cũng có những cái biện pháp để mà lấy những số tiền đó bù đắp lại những thiệt hại rất lớn của cả thế giới. Thì trong cái bối cảnh như vậy đó, mà Trung Cộng muốn hướng cái người dân ở trong nước ra cái bên ngoài là cái Biển Đông, để mà tạo lấy cái gọi là cái tinh thần dân tộc để mà giảm bớt những cái áp lực từ bên trong qua cái vụ mà con virus này gây ra. Tất cả thế giới đều dồn lên án Trung Cộng và đòi Trung Cộng phải bồi thường. Thì tất cả những cái đó nó tạo một cái áp lực rất là lớn lên Tập Cận Bình và những cái người của Tập Cận Bình. Và chính vì vậy mà người ta thấy rõ là cái Biển Đông nó có thể nổi sóng trong cái thời gian sắp tới, khi mà Trung Cộng họ đang quyết tâm để tạo nên những cái biến động ở tại Biển Đông, để giải quyết những cái vấn đề ở trong nội bộ và cũng để giải quyết cái nhu cầu họ ở trên cái mà gọi là muốn lợi dụng để khống chế thế giới thôi. Dạ vâng, tiếp theo với anh Đặng Quốc Việt đó, mặc dù chúng ở ngày hôm nay cái đề tài chúng tôi thảo luận là cái đề tài về Biển Đông và Việt Nam, tuy nhiên nhân cái cơ hội này cũng nhắc chút xíu, Tổng thống Trump đã ra lệnh cho điều tra về cái vấn đề này, và dư luận cũng như báo chí đề cập rất là nhiều, rồi họ nêu lên nhiều cái vấn đề mà cũng rất là vui, rất là tế nhị. Ví dụ như họ nói là bây giờ Mỹ đó, thiếu nợ của Trung Cộng cũng khá nhiều, mấy ngàn tỷ, nhưng mà bây giờ đó, nếu mà con COVID-19 này đó là do Trung Cộng trong cái phòng thí nghiệm mà bị xả ra vì vô tình hay cố ý không biết, nhưng mà họ tìm ra nguyên nhân, thì Mỹ sẽ xù, Mỹ sẽ không trả nợ cái món tiền này nữa. Cho nên đó là một cái yếu tố mà đang có tranh cãi, cũng như là bây giờ khi nãy chúng tôi nói là Thủ tướng Đức và một số người họ đang nêu lên cái vấn đề họ điều tra, mà quả thật họ cử nhiều phái đoàn để mà điều tra khác nhau về khoa học, về kỹ thuật, về tình báo, về y tế để họ tới họ nghiên cứu. Mà quả thật là Trung Cộng mà có như vậy đó thì Trung Cộng kỳ này chắc chắn là sẽ vỡ nợ. Thưa quý khán giả và có lẽ quý bạn trẻ ở trong nước đang nghe, thì quý bạn cũng biết đó, là khi mà thế giới đang dùng cái áp lực đối với Trung Cộng được hay không thì chúng ta chưa biết, nhưng mà về mặt ngoại giao là bị tổn thương rất là nhiều, về cái chính quyền nhà nước Cộng sản của Trung Cộng bị tổn thương rất là nhiều. Thì cái nhân cơ hội này, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải biết lợi dụng, biết khai thác những cái yếu tố thuận lợi nhất. Chúng ta thấy là bây giờ ví dụ Nhật họ bỏ ra 2/2 tỷ để họ giúp cho các doanh nhân từ ở Nhật đầu tư ở trung bình Trung Cộng mua về, dời về ở trong nước Nhật hoặc là chọn các quốc gia khác. Thì người ta nói rằng là có 200 doanh nhân, doanh nghiệp từ ở Trung Cộng họ dời về, nhưng mà họ khuyến khích là phải đầu tư ở các nước ở Á Châu chẳng hạn,
thì trong đó chỉ đầu tư ở Việt Nam đâu có một vài doanh nhân. Cho nên Việt Nam tương đối là có cơ hội nếu nhà nước của Cộng sản Việt Nam biết khai thác và có lẽ mở cửa. Nếu theo cái tinh thần chung đó, ngày hôm nay thế giới thay đổi rồi, chúng ta chỉ có một vấn đề là lịch sử của người Việt Nam. Nếu nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đặt cái quyền lợi của dân tộc lên trên hết thì cái lịch sử đó của Việt Nam chứ không phải lịch sử miền Nam, miền Bắc hay lịch sử người Việt ở hải ngoại, mà Cộng sản đã chối bỏ hay gian dối viết lại những lịch sử, những cái điều không đúng. Thì đây là cái điều mà có lẽ các bạn trẻ ở trong nước đang nghe đài, thì đây là cái thời cơ. Chúng ta thay cờ giống như thời năm 1975. Năm 1975 nếu nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam quả thực đạt cái quyền lợi dân tộc lên trên thì hợp tác với người miền Nam, những cái tinh hoa của miền Nam, nhưng mà cuối cùng họ không hợp tác, họ cho vào tù hết, rồi cái thành phần còn lại trí thức ấy, đều tìm đường vượt biên vượt biển, cho nên đã mất đi. Đó là cái cơ hội mà đảng Cộng sản thật chắc họ không muốn đoạn cái. Họ là bên thắng cuộc, họ phải tỏ ra cái thiện chí, thì bên thua cuộc họ mới hợp tác. Bây giờ ngày hôm nay qua Covid-19, thế giới sẽ định hình về kinh tế, định hình về chính trị, thì Việt Nam phải biết lợi dụng trước sự hung hãn của Trung Cộng. Nếu mà còn tiếp tục đi với Trung Cộng thì có lẽ người dân Việt Nam không còn hỗ trợ tích cực, cũng như là 4 triệu người hải ngoại là một cái nhân tố rất là quan trọng, cũng không đóng góp được nhiều. Thì anh Việt nghĩ sao? Vâng, thưa anh, thì trong các phỏng vấn mà Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đó, ông nói là bây giờ trong cái hoàn cảnh như thế này phải biết ai là bạn, ai không phải là bạn, ai tốt, ai không tốt. Nhưng mà ông vẫn không dám nói rõ cái tên của cái người bạn mà từ lâu đến nay Việt Nam vẫn dùng 4 tốt 16 vàng để trên đầu một đội. Đúng như anh nói, đây là cái cơ hội. Việt Nam biết khai thác tất cả những cái diễn biến tình hình thế giới và thoát ra khỏi sự ảnh hưởng của Trung Cộng. Dĩ nhiên là trên cái tương quan về bình diện quốc tế thì vấn đề thương mại, thương giao thương nó vẫn phải có những cái sự giao thương. Thế nhưng nó không phải bị control từ kinh tế về chính trị, xã hội bởi cái tập đoàn ở bên phương Bắc như vậy. Và trong cái bối cảnh hiện giờ đó, dù muốn dù không, nếu Cộng sản Việt Nam thấy được rõ cái quyền lợi của dân tộc Việt Nam thì cái ngày 30 tháng 4 năm nay đó là một cái ngày khởi đầu cho một sự thay đổi. 45 năm rồi, quá đủ để mà chúng ta đánh giá rõ ràng một cái thể chế, một cái chế độ có ích lợi cho tổ chức dân tộc như thế nào rồi. Nó không còn có bất cứ một cái biện chứng nào để chứng minh rằng đây là một chế độ tốt, ví dụ mà dân dân Việt Nam lựa chọn được, mà dân dân Việt Nam lên án cái chế độ này từ lâu rồi. Thành ra đây là cơ hội. Và trong cái cơ hội như vậy thì cái việc mà họ đang chuẩn bị cái đại hội 13 của đảng á, sắp xếp về nhân sự, và cái đó là một cái vấn đề mà người ta đang mong đợi một cái sự chuyển biến để mà đưa ra những cái nhân sự mà có cái tầm nhìn, có cái khả năng và có cái tâm với đất nước thì mới có thể thay đổi được cái đất nước của mình và hướng về một thể chế tự do dân chủ. Và trong cái đại hội 13 này thì 4 cái nhân vật người ta gọi là tứ trụ đó, thì đó là cái thành phần mà nồng cốt. Cho đến giờ này chắc là nó vẫn chưa có được cái gọi là bầu cử để mà cho người dân đó chọn lựa, nhưng mà ít nhất ra thì là phải nhìn ra được nhân sự nào có khả năng để mà xoay chuyển tình hình đất nước. Thì Nguyễn Phú Trọng á, thì với cái bệnh tật hiện giờ có lẽ ông ấy sẽ không còn cái khả năng để nắm được hai cái vai trò chủ tịch nhà nước và tổng bí thư trong cái đại hội 13. Thì còn phải ba cái nhân sự mà có lẽ là quan trọng để tranh nhau cái ghế tổng bí thư. Bởi vì trong cái chế độ độc tài đảng trị cộng sản này đó thì cái vai trò tổng bí thư nó là vai trò chính và quan trọng nhất và có quyền lực nhất. Thì ba cái nhân vật đó là Trần Quốc Vượng, rồi ông Nguyễn Xuân Phúc và bà Nguyễn Thị Kim Tuyến. Thì chúng ta nhìn đó, thì trong suốt cái thời gian vừa qua, từ cái vụ hạn hán ở đồng bằng sông Cửu Long cho đến cái dịch corona này đấy, thì vai trò của Nguyễn Xuân Phúc nổi bật. Và người ta thấy ông ấy thường xuyên xuất hiện và giải quyết những vấn đề. Trong khi đó thì Trần Quốc Vượng
không có một cái cơ hội nào để mà có thể xuất hiện và để giải quyết những vấn đề này. Thành ra giữa ông Trần Quốc Vượng và Nguyễn Xuân Phúc ấy, thì người ta thấy rất rõ là Nguyễn Xuân Phúc đang có những cái điều kiện tốt nhất để có thể nắm được cái vai trò tổng bí thư. Còn bà Nguyễn Thị Kim Tiến thì cho đến giờ này với cái tập quán của cái suy nghĩ của người Á Đông ấy, thì chưa thể nào có thể nắm được cái vai trò tối quan trọng đó là tổng bí thư. Thành ra chỉ còn lại Trần Quốc Vượng và Nguyễn Xuân Phúc, thì cái khả năng mà Nguyễn Xuân Phúc nắm cái tổng bí thư và có thể sẽ là chủ tịch nhà nước luôn, nếu mà vẫn duy trì như cái hiện giờ thì ông có thể sẽ nắm trong hai cái vai trò đó. Và như vậy đó thì có thể có những chuyển biến, bởi vì ông dù muốn dù không, Nguyễn Xuân Phúc cũng là cái người mà đi ra ngoài nhiều, tiếp xúc nhiều và có nhiều cái cơ hội để gặp những lãnh tụ các quốc gia, thì có thể đây là mình hy vọng. Thế nhưng mà cái hy vọng này nó còn ở cái chỗ là cái thời thế và cái sức ép của người dân như thế nào để mà nó có sự thay đổi nữa. Chứ còn nếu mà chờ đợi những con người đó tự thay đổi thì tôi không nghĩ là những người này sẽ thay đổi, vì cái quyền lực á, nó làm cho người ta mù quáng, và người ta ai cũng muốn là khi mình có quyền lực rồi là mình muốn có cái power, và cái power thì dễ dàng trong cái điều kiện như thế này nó vẫn là một cái power của độc tài. Thì cái đó là cái mà tôi nghĩ là cái điều quan trọng, nó vẫn là cái sự người dân Việt Nam mình nhá, có nhìn ra được vấn đề và nắm bắt được cái thời cơ trong cái giai đoạn này để mà cùng nhau mà thay đổi, áp lực để mà thay đổi. Thì có như vậy thì Việt Nam mới có thể có những khai thác được những cái thuận lợi mà tình hình thế giới đang còn thuận lợi cho Việt Nam trong cái giai đoạn này, nhất là khi mà người ta đang còn coi như là cô lập chống lại cái sự phát triển của Trung Cộng cũng như sự trỗi dậy của Trung Cộng, thì đây là một cơ hội cho anh. Dạ vâng, anh vừa nhắc tới là bà Kim Tuyến, tức là trước đây là Bộ trưởng Bộ Y tế, bây giờ là đặc trách về vấn đề lo sức khỏe cho Trung ương Bộ Chính trị. Nhưng mà vai trò của bà Phạm Kim Ngân thì anh nghĩ sao? Cái bà Phạm Kim Ngân thì cũng không phải là một cái vai trò nổi bật được. Thì bà đó như là cái quan niệm của người dân mình đó, cũng như là cái dân Á Châu đó, thì cái vai trò lãnh đạo tối cao thì giờ người phụ nữ sẽ không có cơ hội. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân thì có thể là nếu mà tứ trụ thì bà có thể là trong vai trò chủ tịch để mà làm cái thủ tục và về vấn đề ngoại giao. Thủ tướng thì chắc chắn là bà Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ không thể nào mà có thể nắm được cái vai trò là thủ tướng chính phủ, mà người ta nghĩ rằng một là ông Vương Đình Huệ hoặc là ông Nguyễn Thiện Nhân, tức là bí thư thành ủy Sài Gòn, là hai nhân vật mà có thể nổi bật nhất trong cái vai trò thủ tướng này. Dạ vâng, thưa quý khán giả, chúng ta thấy là nói về ông Trần Quốc Vượng đó, thì là một cái vai trò, tức là bây giờ là thường trực Bộ Chính trị, tức là nhân vật mà coi như là kế thừa mà ông Trạm muốn ông Trần Quốc Vượng nắm cái vai trò này, tức là tổng bí thư. Nhưng mà ông Nguyễn Xuân Phúc đó, như anh nói đó, sau khi mà ông Nguyễn Phú Trọng bị tai nạn, tai biến mạch máu não từ tháng 4 năm 2019 đến giờ đó, thì cái sự xuất hiện của ông Nguyễn Xuân Phúc đối với giới ngoại giao cũng như là đại diện của những bất cứ cái lĩnh vực nào, ông đều có xuất hiện, đều tiếp xúc ấy, cho nên ông có rất là cái thế thuận lợi. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, qua cái Covid-19 thì thế giới khen Việt Nam là có biện pháp chống lại Covid-19 có hiệu quả, ông Nguyễn Xuân Phúc cũng được hưởng cái credit này luôn, cho nên cái yếu tố ông Nguyễn Xuân Phúc cũng rất là có lợi. Nhưng mà chúng ta muốn đặt ra cái chỗ này, ông Nguyễn Xuân Phúc là người miền Trung, từ trước tới giờ đây chưa có bí thư là người miền Trung, mà đa số là người miền Bắc, không có miền Trung. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân đó là người miền Nam, thì bây giờ ông Trần Quốc Vượng là người miền Bắc, thì ông Vương Đình Huệ này nữa, thì mình không biết là cái vai trò nó như thế nào. Nhưng mà hiện tại đang có sự gấu ó tranh giành quyền lực, ngay trong họ tìm cách họ lobby, họ tìm cách họ cái người trong Trung ương Đảng để trong cái bầu cử này.
hiện tại đó thì ông Nguyễn Phú Trọng như anh biết đó là một người mà bị bệnh rồi đó, cái tinh thần, cái sự can đảm đó, cái nhiệt huyết đó nó giảm rồi, nó không còn tích cực nữa đâu. Mà năm nay ông 75 tuổi rồi thì chắc chắn ông phải ra đi. Nhưng mà nếu quả thật ông ra đi, dù chết ở bằng cách nào đó đi, thì ông phải để lại một cái danh dự gì đó. Mà muốn cái danh dự đó là ông có đủ can đảm để mà cải tổ về vấn đề chính trị hay không. Tới giờ phút này ông cũng nói là phải tìm người, cái người cho ngon lành, cho nghĩa là cho tin tưởng. Cái điều cho tới ngày hôm nay là cả thế giới đều biết rồi, những người theo đó chứ đều đọc bài, nó không phát triển được. Mà anh biết ngày hôm nay Việt Nam rất là thuận lợi, là thứ nhất là nằm trong cái trục lộ Ấn Độ Thái Bình Dương, thứ hai là sát đánh một anh Trung Cảm mà hung hăng, thì cả thế giới đều cảnh giác Trung Cảm rồi, thì họ phải tìm cách thoát ra. Bởi vì ví dụ như đi theo một đàn anh mà đàn anh đang bị các thế lực khác nó đe dọa, mà mình không khôn ngoan để mình thoát ra, mà còn bám theo đàn anh đó thì rất là nguy hiểm. Thì chúng ta còn 5 phút còn lại, anh nghĩ sao? Vâng, thưa anh, thì cái điều mà anh cũng như tôi đều suy nghĩ đó, và rất nhiều người Việt Nam đã suy nghĩ tới, là Việt Nam có rất nhiều cơ hội. Sau 1975 chấm dứt chiến tranh và thống nhất được đất nước, như anh nói lúc đầu là nếu mà nhà nước Cộng sản Việt Nam mà biết đặt cái quyền lợi tổ quốc và dân tộc lên trên hết đó, thì đã biết khai dùng tất cả những cái tinh anh của miền Nam, và đặc biệt là cái nền tảng kinh tế của miền Nam lúc đó, mặc dù nó chưa phải là một nền kinh tế thị trường đúng nghĩa, thế nhưng nó có một cái nền căn bản và có sự phát triển. Thì nếu họ biết được khai dùng ngay lúc đó thì đó là cái cơ hội. Và vấn đề thứ hai đó là nếu mà họ giữ được cái tinh anh đó cộng thêm với cái sự mà tiếp tục phát triển nền kinh tế theo cái mô thức mà miền Nam đang làm, thì có thể Hoa Kỳ đã viện trợ để mà giúp cho nên là phục hưng lại sau chiến tranh, mà cái số tiền có thể lên tới 3-4 tỷ, thì tất cả đó là một cái cơ hội rất là tốt. Nhưng mà Việt Nam đã bỏ qua cái cơ hội. Đến cái cơ hội thứ hai là khi Liên Xô sụp đổ, Đông Âu sụp đổ, thì nếu mà lúc đó nhà nước Cộng sản Việt Nam thấy được cái chế độ xã hội chủ nghĩa nó đang sụp đổ trên toàn thế giới, và cả thế giới người ta đang vứt bỏ nó đi, ngay cả tại cái nôi của xã hội chủ nghĩa là Liên Xô, thì họ thay vì chạy qua Trung Quốc để ôm trên Trung Quốc và sau đó đưa đến cái hội nghị Thành Đô, cái hiệp ước Thành Đô, để mà đưa cá nhân dân tộc Việt Nam lệ thuộc từ chính trị kinh tế vào cái Trung Cộng như ngày hôm nay. Và cuối cùng là chúng ta thấy rất rõ là khi đi với Trung Cộng thì chỉ mất đất, mất biển 700 cây số vuông ở biên giới miền Bắc, rồi 10.000 cây số vuông ở vịnh Bắc Bộ, Hải Nam Quan, Thác Nhật, Bản Dốc, và rồi ở biển Đông. Thì tất cả những cái đó rõ ràng nó không có một cái điểm nào thuận lợi, mà nhà nước, những con người cộng sản đã, họ đã không nhìn ra được cái chuyện đó, và họ đã để cho đất nước ngày hôm nay phải nói là nó bị khống chế bởi Trung Quốc, và ngày hôm nay đang đe dọa bởi một cái sự xâm lăng một cách manh bạo, chiếm trọn vẹn cái vùng biển Đông. Và đến giờ thì mới nhìn ra được ai là bạn, ai là thù, ai là kẻ mà giúp đỡ, thì quá trẻ, nhiều trẻ, nhưng vẫn không phải là không thay đổi được. Các còn lại là họ có nghĩ tới đất nước của dân tộc Việt Nam hay không, họ có chấp nhận một sự hòa giải của dân tộc Việt Nam hay không. Hãy thả hết tất cả cái tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm, những người đã đóng góp cho cái sự phát triển của đất nước, những cái phương hướng để phát triển nước ôn hòa, thì họ hãy trả họ về, thả họ ra để họ cùng đóng góp cho cái việc tái xây dựng đất nước. Thì đó là cái, đây là cái cơ hội, mà cơ hội này mà Việt Nam không nắm bắt được nữa thì chỉ dân Việt Nam phải làm một thay đổi thôi, và chỉ có thay đổi thì mới có một cái triển vọng trong tương lai. Nếu Cộng sản Việt Nam không thay đổi thì nhân dân Việt Nam phải thay đổi, thì cái đó là cái nhu cầu
bức thiết của dân tộc Việt Nam hiện giờ thưa anh. Dạ vâng, chúng ta biết là tới bây giờ thì công hàm của Trung Cộng nhắc lại cái công hàm của ông Phạm Văn Đồng vào ngày 14 tháng 9 năm 1958. Bởi vì chúng ta thấy khi lãnh đạo mà quý vị không thấy được cái tình trạng đất nước, quý vị nói là cái công hàm này là 16 hải lý, 12 hải lý để cho góp ý với Chu Ân Lai. Và khi mà Trung Cộng chiếm được cái Hoàng Sa đó, thì quý vị đang ngồi đó mừng, nói là còn hơn là để cho Mỹ ngụy như vậy đó. Tới bây giờ lịch sử sẽ phê phán là ông Phạm Văn Đồng là một tên thủ tướng để bán nước. Anh thấy không? Ngày hôm nay chúng ta thấy là một số trí thức trong và ngoài nước, đặc biệt là những người trong giới phân tích, nghiên cứu về chính trị, thì họ đề nghị là thành lập một ủy ban, là có ủy ban đó gồm những người không cần ở trong đảng, nhưng mà những chuyên viên về kinh tế, chuyên viên về xã hội, chuyên viên về luật pháp, để mà nghiên cứu lập sao đó giúp phát triển và lợi dụng cái thời cơ này đó. Chúng ta biết là Trung Cộng đang gặp khó khăn về kinh tế và các nước sẽ có những cái biện pháp đối với Trung Cộng. Như ông Tổng thống Trump, ông có nói là ông sẽ không mua hàng của Trung Cộng nữa, không những là không đánh thuế cao lên mà bây giờ tuyệt đối không mua hàng nữa. Đây là ông đưa ra thôi, mình không biết, thì để thấy là kinh tế Trung Cộng trong tương lai sẽ gặp khó khăn và Việt Nam cần phải nhận chân cái thời cơ nó tới với mình, mình phải biết khai thác. Còn nếu thời cơ đi qua, là cái trí tuệ của con người lãnh đạo là cần phải có trí tuệ, cần phải ngộ ra rằng lúc nào chúng ta cần thiết nhất. Thì bây giờ còn 30 giây còn lại mời anh. Vâng, thì thưa quý vị, là chúng ta vừa kỷ niệm 45 năm tháng Tư Đen, chúng ta kỷ niệm để mà nhớ lại những cái việc gì đã xảy ra cho dân tộc Việt Nam. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là kỷ niệm cái này để mà có những cái quyết định, có những cái hành động để mà cứu nước, để mà có thể làm thay đổi đất nước, để mà đưa đất nước đi lên. Cái điều đó mới là cái điều quan trọng. Và muốn được như vậy thì mỗi một người chúng ta hãy góp một bàn tay trong việc chuyển đổi này. Nếu nhà nước Cộng sản Việt Nam không thay đổi thì dân tộc Việt Nam phải làm cuộc thay đổi. Cái đó là cái tất yếu của chúng ta trong cái giai đoạn hiện giờ. Chân thành cảm ơn anh Hoàng Bách cũng như quý vị đã lắng nghe. Dạ vâng, thành thật cảm ơn quý khán giả đã theo dõi và lắng nghe. Cũng cảm ơn anh là việc phân tích trong cái tình hình của là biến động của Biển Đông và Việt Nam của chúng ta. Và chúng ta cũng mong ước, cầu nguyện cho những người hiện tại đang lãnh đạo, họ sáng suốt để họ thức tỉnh, họ ngộ ra rằng đất nước của chúng ta cần phải bảo vệ đất nước một chủ quyền và độc lập vì đất nước chứ không phải là vì chúng ta lệ thuộc. Đến đây thì chúng tôi xin chào tạm biệt anh Đặng Quốc Việt cũng như quý khán thính giả. Nếu quý vị muốn có chương trình thường xuyên sau chúng tôi gửi tới thì xin quý vị sẽ subscribe thì có cái chương trình này sẽ gửi đến quý vị. Xin kính chào anh Đặng Quốc Việt và kính chào quý khán thính giả. Hẹn với quý vị trong chương trình lần tới.